Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai, 23 tây tháng 11 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay bản tin đầu tiên là tin từ Hoa Kỳ tư lệnh Flynn cho biết là bà Sydney Powell vẫn tiếp tục trong tiến trình và chứng minh tất cả những cuộc gian luận về bầu cử tư lệnh Michael Flynn một cựu giới chức trong chính quyền của Tổng thống Trump cho biết rằng luật sư Sydney Powell vẫn tiếp tục nằm trong tiến trình và sẽ chứng minh tất cả những cuộc gian lận bầu cử sau khi mà Toán pháp lý của Tổng thống Trump cho biết là bà không nằm trong cái toán làm việc của à, pháp lý của Tổng thống Trump vào tối ngày hôm qua. Bà Powell vốn là người đã từng đại diện cho tướng Flynn trong các cái à, à, trường hợp về pháp lý và trong đó cái Twitter của bà đã bị à, cái, cái tài khoản Twitter của bà đã bị suspend tức là đã bị ngưng lại trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua. Ông đã viết trên Twitter sau khi mà cựu thị trưởng của New York là ông Giuliani đã đưa ra một bản statement về tình trạng của bà à bà hiểu được à việc tòa Bạch ốc và cái à, thông cáo báo chí của tòa Bạch ốc và đồng ý với điều này. Bà vẫn tiếp tục và nằm ở trong cái tiến trình và sẽ chứng minh toàn bộ những cái cuộc à, gian lận khổng lồ của cuộc bầu cử này với cái tinh thần we the people à là trong kéo những người mà đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump và tất cả các thành viên của Đảng Cộng hòa. Bà Sydney Powell đang thực hiện thì cái, cái à, vấn đề pháp lý theo, theo theo cái tinh thần của bà và theo các đường hướng riêng của bà và bà sẽ không nằm trong cái team pháp lý của tổng thống Trump. Bà cũng không phải là luật sư đại diện cho tổng thống Trump. Đó là cái loan báo của ông luật sư Giuliani vào tối ngày chủ nhật và ông không cho biết như thế nào. Tuy nhiên trước đó thì tuần trước tổng thống Trump nói rằng bà là một phần trong cái toán đại diện pháp lý. Tuy nhiên bà Powell đã xuất hiện chung với lại ông Giuliani và luật sư của tổng thống Trump là cô Jenna Ellis trong vài ngày trước đó và đây bây giờ thì thông báo được đưa ra thì bà cho biết rằng là không nằm trong toán pháp lý này. Trong khi đó thì tướng Flynn tuyên bố bà vẫn tiếp tục trong cái tiến trình và sẽ có hàng loạt những cái phanh phui bằng chứng về gian lận bầu cử và số gian lận này được gọi là massive, tức là khổng lồ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó, ngày hôm qua Arizona, cái chương trình Dolly Stop the Steel đã khiến cho khu vực này đã trở nên sôi động hơn giữa lúc mà cái chiến dịch Stop the Steel, à, những cái cuộc biểu tình rally trên toàn à, quốc, hàng trăm người đã xuất hiện tại Phoenix ở Arizona vào ngày hôm qua à, từ ngày thứ bảy cho đến ngày chủ nhật và trong đó gần như là họ đã có một cái cuộc biểu tình rất là ôn hòa trong đó kêu gọi là phải giám sát lại tất cả các lá phiếu bầu, không thể bỏ rơi bất cứ một lá phiếu bầu hợp pháp nào và phải loại trừ ngay lập tức những lá phiếu nào được xem là bất hợp pháp. Đây là cuộc rally rất lớn. Trong cuối tuần qua thì nhiều nơi ở trên toàn quốc đã có những cuộc rally để mà kêu gọi à, chấm dứt cái tình trạng đánh cắp cuộc bầu cử một cách trắng trợn khi mà các lá phiếu đã bị gian lận. Trong đó thì từ Georgia tới Arizona ở tại uh, uh, North Newport Beach và Huntington Beach tại California cũng như một số nơi khác, những người biểu tình đã tràn ra đường và kêu gọi phải có một cái công lý dành cho cuộc bầu cử này và phải chứng minh đây là cuộc bầu cử công minh công bình và công bằng không thể để cho những tình trạng gian lận được xảy ra arizona được xem là một trong những tiểu bang mà đang có những cái đơn kiện của tổng thống donald trump à, trong cái vấn đề mà đếm phiếu một cách bất minh và trong đó có một số những lá phiếu được xem là bất hợp pháp vẫn được đếm vào trong khối phiếu đó là bản tin liên quan tới tình hình các cuộc roly ra cuối tuần qua ở tại uh, hoa kỳ trong khi đó biden đã đề nghị tăng thuế súng một điều mà sẽ bị xem là vi phạm hiến pháp đó là một trong những cái uh, nhận định của các chuyên gia. Ứng cử viên tổng thống Joe Biden cho biết là ông ta sẽ gia tăng thuế súng, đặc biệt nhắm vào những người đang làm chủ những cây súng. Theo tường trình của một trong các phân tích gia cho biết, cái dự tính này sẽ khiến cho những người mà làm chủ nhân các cây súng và kể cả các tiệm bán súng sẽ mà mất là sẽ phải đóng thuế lên tới 34 tỷ Mỹ kim. Joe Biden cho biết rằng là sẽ thúc đẩy đạo luật và buộc tất cả các công ty sản xuất và kể cả những công ty nào mà À, bán về các loại súng mà gọi là Asos thì với à, những cái súng mà súng máy tức là súng mà bắn liên tục thì à, ông ta sẽ dự tính là sẽ đánh thuế vào tất cả những cái loại súng này và trong đó thì ông ta gọi rằng là, là National fire trong đó sẽ gia tăng 200 Mỹ kim cho mỗi cây súng bất cứ ai muốn mua súng thì tiền thuế lên tới 200 Mỹ Kim Nicoano à, một chuyên gia về chính trị à, nghiên nghiênơ của trường đại học gọi là College cho biết cái cái à, bản kế hoạch này của ông Joe Biden đã hoàn toàn vi phạm vào hiến pháp Hoa Kỳ khi mà ông ta thúc giục cái điều này thì nó đã bị uh, vi phạm hiến pháp tuy nhiên ông ta dựa trên một cái đạo luật năm 1934 trong đó đánh thuế vào các cây súng tuy nhiên cái việc đánh thuế này chỉ nhắm vào các cái công ty sản xuất chứ không nhắm vào những cái uh, cơ sở bán và người mua nay thì ông ta dựa trên cái đạo luật này nhắm vào các uh, người mua súng người bán súng và kể cả những công ty sản xuất súng thì điều này rõ ràng đã vi phạm trầm trọng vào bản hiến pháp của Hoa Kỳ và nó khó có thể được thành luật. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Joe Biden ngày hôm nay. Trong khi đó, thì những người mà lái xe mô tô gọi là Bikers for Trump đã bắt đầu chuẩn bị cho cái March for Trump Rally tại Washington DC. Tất cả những lực lượng à, ủng hộ Tổng thống Trump trên toàn quốc đang hướng về Washington DC à, trong một cái chương trình rally được xem là khổng lồ vào ngày 12 tây tháng 12 sắp tới. Trong đó thì lực lượng chủ lực mà được xem là trên toàn quốc là các biker, tức là những người lái xe mô tô cho biết họ sẽ lái xe từ ở toàn quốc trở về Washington DC để tham gia chương trình March for Trump. Và trong này thì gần như là có những người sẽ lái xe từ 10 tiếng cho tới 34 tiếng đồng hồ để kêu gọi một cái tính chất minh bạch của cuộc bầu cử và phải tôn trọng bản hiến pháp của Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái tin mới nhất và bên cạnh lực lượng bay này thì còn nhiều lực lượng khác ở trên toàn quốc, bao gồm luôn cả những lực lượng vũ trang, dân quân à, cũng từ các nơi sẽ đổ về Washington DC trong cái ngày 12 tây tháng 12 để tham gia một cuộc tổng biểu tình mà trong đó với những cái chủ đề là Stop the Steel, chấm dứt sự đánh cắp, rồi thứ hai là phải kêu gọi sự minh bạch trong bầu cử và thứ ba là buộc tất cả các tiểu bang phải đếm những lá phiếu hợp pháp và loại trừ những lá phiếu bất hợp pháp ra khỏi cái à, cái phòng phiếu và thứ tư là kêu gọi phải có một cái à, sự cải tổ sâu rộng về luật bầu cử bởi vì nó đã có những cái à, chỗ hở để cho gian lận đã có thể xen vào đây là một trong những cái à, tin mới nhất liên quan tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và cuộc rally ủng hộ cho tổng thống Trump lần này ước lượng sẽ có cả triệu người À, tràn về Washington sau khi mà nó có thêm thời gian so với cuộc rally ngày 14 tây vừa qua. Rất ngắn thời gian vào nhiều người không kịp chuẩn bị về Washington DC. Lần này thì thông báo được đưa ra sớm hơn thì những người mà tham gia này có thể bay trực tiếp về Washington DC. Đa phần họ chọn lái xe bởi vì họ không tin các công ty hàng không là sẽ nhận vé của họ hay bán vé cho họ để về Washington DC. Tuy nhiên, những người lái xe mô tô này họ cho biết rằng họ sẽ có một cái lộ trình đi tới Washington DC cũng như tất cả các khán giả và tất cả những trăm supporter trên toàn quốc cũng cho biết là họ đã sẵn sàng trong tư thế bay về Washington DC để mà tham gia cuộc trolley này. Đây được xem là cuộc tổng trolley lớn nhất à, từ trước tới nay và nó sẽ được diễn ra vào ngày 12 tây tháng 12 sắp tới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của à, cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng đưa thông báo cho biết rằng là Họ đã thành công lần thứ hai bắn hạ một cái hỏa tiễn đạn đạo được thử nghiệm tại Hawaii. Lực lượng quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu cho lắp đặt tất cả những hỏa tiễn trên các khu trục hạm, đặc biệt là có thể bắn rơi tất cả những hỏa tiễn siêu âm thanh mà có thể chạm tới cái bờ biển của Hoa Kỳ. Cuộc bắn thử nghiệm này đã thành công tại Hawaii vào ngày 16 tây tháng 11 vừa qua. Theo tin cho biết, thì các loại hỏa tiễn đạn đạo ICBM đã được thử nghiệm và trong đó họ đã thành công bắn rơi tất cả những cái hỏa hỏa tiễn được gọi là siêu âm thanh mà muốn tấn công vào nội địa của Hoa Kỳ. Cuộc thử nghiệm này diễn ra giữa lúc mà Nga và Trung Quốc đang chạy đua trong vấn đề sản xuất và tiếp tục sáng tạo thêm các loại vũ khí siêu âm thanh và những loại vũ khí hỏa tiễn này được xem là có tốc độ cao gấp nhiều lần so với những hỏa tiễn trước đó và phía hoa kỳ cũng đang gấp rút giàn à, thiết kế những cái dàn phòng thủ để ngăn chặn những hỏa tiễn đạn đạo này tấn công vào nội địa hoa kỳ và cuộc thử nghiệm diễn ra tại hawaii các cá hỏa tiễn được đặt trên những khu trục hạm và nó bắn đi từ các khu trục hạm chứ không phải là bắn đi từ những bệ phóng trên đất liền và việc bắn à, hạ thành công các mục tiêu của các hỏa tiễn đạn đạo này đã là một cái thành công lớn và có thể bảo vệ lãnh thổ hoa kỳ trước những đòn tấn công bất ngờ từ ở xa cho dù bất cứ một vị trí nào trên thế giới, nó đều bị bắn chặn trước khi mà các hỏa tiễn này bay vào lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đây là một cái thông báo mới nhất của quân đội Hoa Kỳ tại Hawaii cho biết. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, liên quan tới tình hình của khu vực Á Châu. Các chiếc máy bay chống tìm thủy đỉnh của Trung Quốc lại tiếp tục xâm phạm vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Một chiếc máy bay của Trung Quốc, đã quân đội Trung Quốc được xem là chiếc trinh sát cơ chống tìm thủy đỉnh đã xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan vào tối ngày hôm qua chủ nhật và đã, đây là lần thứ sáu diễn ra lần thứ 16 diễn ra trong vòng tháng 11 vừa qua. Một cái chiếc này gọi là Sanxi YS Anti-submarine tức là chiếc uh, trinh sát cơ chống tìm thủy đỉnh đã xâm phạm vào cái khu vực phía nam của vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan theo tường trình của bộ uh, quốc phòng Đài Loan cho biết và ngay lập tức Đài Loan đã gửi các chiếc F16 và các chiếc chiến đấu cơ lên và đồng thời đã mở cái hệ thống radar warning tức là cảnh báo sau khi mà áp tải những chiếc này ra khỏi các cái uh, lãnh thổ của Đài Loan và ngay lập tức thì cái hệ thống phòng không hỏa tiễn của Đài Loan cũng đã sẵn sàng để mà theo sát tình hình bám đuôi các cái chiếc chiến đấu cơ này. Uh, trong vòng vài tháng qua, Bắc Kinh đã liên tục cho các cái uh, chiến đấu cơ, trinh sát cơ và kể cả bomber của họ tiếp cận vùng nhận dạng phòng công của Đài Loan, đe dọa trực tiếp tới cái an ninh quốc phòng của Đài Loan. Trong ngày 18 tây tháng 9, tổng cộng có 18 chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc kể cả những chiếc oanh tạc cơ là J10, J11 và J16 đã chia thành 5 nhóm và đã bay ra vào cái vùng nhận dạng phòng công của Đài Loan từ phía tây bắc cho tới phía tây nam. Đây là một trong những cái hành động đe dọa mới nhất và trong ngày 2 tây thì là một chiếc của Không quân Đài Loan là hai ít nhất là có hai chiếc trinh sát cơ YS cũng như là hai chiếc đấu cơ SU30 và hai chiếc bomber J10 và J16 cũng đã thực hiện những cái sứ mạng tiếp cận vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và liên tục trong từ tháng 9 tới bây giờ Trung Quốc đã có nhiều lần xâm phạm vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và Đài Loan đã phải nhiều lần gửi chiến đấu cơ của họ lên và trục xuất tất cả những chiếc này ra khỏi vùng nhận dạng phòng không của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan. Trong khi đó, thì để đối phó với tình hình đe dọa này, chính phủ Hoa Kỳ đã đồng ý là cung cấp tất cả các thiết bị cho Đài Loan trong việc sản xuất tiềm tỷ đỉnh. Bản tin mới nhất cho biết là lực lượng hải quân Đài Loan nói rằng là có ít nhất là hai cái loại thiết bị tốt và được cung cấp cho việc thực hiện và sản xuất tiền tỷ đỉnh của Đài Loan đã được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận và nó sẽ được ký kết với các công ty mà của Hoa Kỳ tham gia vào việc giúp cho Đài Loan chế tạo tiền thủy đỉnh vào ngày thứ ba thì Tổng thống Thái Anh Văn cũng đã có mặt tại cái uh, trung tâm chế tạo tiền thủy đỉnh của Đài Loan gọi tắt là CSBC ở tại quốc gia này và phía uh, Hải quân xác nhận rằng là các cái uh, việc mà sản xuất tiềm thủy đỉnh đã bắt đầu đi vào hoạt động và sẽ sản xuất đúng thời hạn trong đó thì à, bao gồm cả cái à, các cái tiền thủy đỉnh này sẽ được à, thực hiện và hoàn tất trước cái năm 2025 và sẽ đi vào hoạt động đây là một trong những cái biến động mới và trong thấy là hoa kỳ chưa bao giờ từ chối bán bất cứ một cái gì cho đài loan dưới chính quyền của tổng thống donald trump và các công ty của hoa kỳ sẽ cung cấp một số thiết bị để Đài Loan có thể tự mình chế ra và sáng tạo ra tất cả những cái tiềm thủy đỉnh hoạt động tích hợp trong cái vùng eo biển Đài Loan, nơi có nhiều mạch đá ngầm và thường xuyên có động đất cũng như là thường xuyên có bão lụt. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Đài Loan. Trong khi đó, Trung Quốc đã bắt đầu tăng cường rất nhiều lông quân đội của họ ở khu vực biên giới và à, của Ấn Độ và Trung Quốc. Trong đó họ nhân danh là mùa đông sắp tới và họ cần có thay đổi tất cả những cái binh sĩ đang trú đóng tại đây. Các cái dụng cụ y tế và thực phẩm đã được chuyển rất nhiều cho quân đội của Trung Quốc trú đóng tại dãy Hy Mã Lạp Sơn, nơi có đường biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ và hàng ngàn tấn thực phẩm đã được chuyển tới đây cùng với lại một số hàng trăm những chiếc xe trớt tin rằng là đã chở thêm binh sĩ của Trung Quốc đến khu vực ở dãy Hy Mã Lạp Sơn tăng cường cái quân số của họ tại đây. Giữa lúc mà họ nói rằng là dãy Himalaya Lạp Sơn đang chuẩn bị đối phó với mùa đông khắc nghiệt tại đây. Ngược lại, phía Ấn Độ cho biết rằng là họ cũng đã tăng cường và giám sát tất cả những biến động từ bên kia biên giới của Trung Quốc và ghi nhận rằng Trung Quốc đã có hàng trăm chiếc xe vận tải chạy vào khu vực ở khu vực này, trong đó bao gồm cả kể cả hàng tấn những cái uh, thực phẩm những cái à, vật dụng phương tiện à, dùng hàng ngày cho binh sĩ cũng như một số vũ khí đã được chở đến đây cộng với một số những cái chiếc xe tin rằng đã chở thêm lực lượng quân đội của Trung Quốc tới trú đóng tại khu vực này đây là khu vực mà được xem là tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc à, nằm gần tây tạng nơi có cái độ cao lên tới à, 4.000 km từ bờ biển từ mặt biển đây à, và được xem là một trong những cái nơi khá nhạy cảm trong thời gian qua mùa hè thì đã có sự xung đột à, vũ lực giữa đôi bên và binh sĩ ấn độ đã có khoảng 20 người đã bị thiệt mạng và trong mùa đông sắp tới thì cả hai bên đang chuẩn bị đáo điếc cho, cho tất cả binh sĩ của họ đầy đủ các phương tiện phòng chống cái mùa đông khắc nghiệt ở tại dãy Hi Mã lập sơn nơi có độ cao và chính vì vậy thời tiết nó sẽ giá nó sẽ lạnh hơn và nó sẽ khắc nghiệt hơn so với những khu vực khác đó là bản tin liên quan tới biên giới giữa ấn độ và của trung quốc trong khi đó, một trùm băng đảng của Hồng Kông đã bị bắt giữ sau khi mà ghé ngang Hồng Kông. Bản tin mới nhất cho biết một trùm băng đảng được mô tả là Shanghai Boy có tên là Kok Wing Hung đã bị bắt giữ vào sở cảnh sát vào ngày thứ hai khi mà chiếc máy bay của ông ta đáp xuống cái phi trường của Hồng Kông à, trong là à, đáp ngang qua phi trường của Hồng Kông và ngày cuối tuần và trong đó thì ông này đã bỏ trốn khoảng 2 năm. Ông Kok, tức là họ Quách 62 tuổi đã đáp một chuyến bay từ Bangkok và Đảng Lý Sẽ bay tới một nơi khác là ở Dubai Tuy nhiên khi ghé ngang quá cảnh Hồng Kông Thì ông ta đã bị cảnh sát của Hồng Kông Bao gồm cả cảnh sát chống tội phạm, chống băng đảng Đã bắt giữ ông ta Và bây giờ ông này đã bị bắt giữ Ông này được mô tả là trùm băng đảng ở Hồng Kông Và ông ta không phải lần đầu tiên bị bắt à, Trước đây một lần ông ta cũng đã bị bắt Nhưng mà rồi thì ông ta đã bỏ trốn được Và bây giờ đây là lần thứ hai ông ta bị bắt bởi... À cảnh sát của Hồng Kông. Ông này được mô tả là trùm băng đảng và là người điều dây tất cả điều hành tất cả các đường dây hoạt động liên quốc gia, tức là từ Thái Lan qua miến điện tới Hồng Kông và một số quốc gia khác. Và ông này 62 tuổi nhưng mà do cái uh, tình trạng gọi là người rất là nổi tiếng và ông ta giải phẫu như thế nào không biết nhưng mà nhìn ông ta giống như một thanh niên 40 tuổi mà thôi. Thì đây là một trong những nhân vật được xem là uh, khá mà khá quyền lực trong giới băng đảng ngầm của Hồng Kông và ông ta sẽ có thể sẽ bị ra tòa lần này và chưa biết là phía Hồng Kông sẽ có những cái uh, truy tố nào đối với ông ta và ông ta là người đứng đầu của băng đảng có tên là shanghai boy tức là uh, những đứa con trai đến từ Thượng Hải đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ quốc tế và khu vực liên quan tới tình hình Việt Nam Bộ uh, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump đã lên tiếng cảnh báo Việt Nam là nên chấm dứt cái việc mà làm các quốc gia chuyển tiếp cho Trung Quốc xuất cảng hàng qua Hoa Kỳ để tránh bị trừng phạt. Cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là ông Robert O'Brien trong chuyến đến Việt Nam, ông đã đưa ra lời khuyến cáo cộng sản Việt Nam là nên chấm dứt những cái re-routing, tức là bất hợp pháp tức là illegal re-routing từ những mặt hàng của Trung Quốc xuất cảng qua Việt Nam và cuối cùng bán ngược qua phía Hoa Kỳ. Đây là một trong những lời cảnh báo mạnh mẽ nhất và nói rằng. Việt Nam nên sớm chấm dứt tình trạng này nếu như không muốn bị Hoa Kỳ đánh thuế. Đó là lời phát biểu của ông trong cuộc phỏng vấn. Bộ Thương mại trong tháng này sẽ gia tăng tất cả những cái uh, lệnh trừng phạt đối với lại những cái uh, công ty của Việt Nam mà nhận sự hỗ trợ của đảng cộng sản Việt Nam, bao gồm luôn tất cả những cái uh, vỏ xe, uh, vỏ xe hơi và vỏ xe trước. Và trong đó mà phía uh, Bộ Thương mại Hoa Kỳ tin rằng cộng sản Việt Nam đã bán phá giá dưới sự hỗ trợ của chính quyền đảng cộng sản việt nam và đông đô trong đó việt nam đã trở thành một cái transshipment của trung quốc tức là mặt hàng trung quốc đưa qua đội lốt make in việt nam để xuất cản vào thị trường của hoa kỳ và đây là lời cảnh báo của ông robert o'brien ngoài ra ông cũng nhấn mạnh đến cái vấn đề thâm thủng mậu dịch giữa hoa kỳ và việt nam và theo đó ông nói rằng cả lãnh đạo cộng sản việt nam phải có một cái uh, chính sách thay đổi để quân bình cán cân mậu dịch nếu như không muốn đối diện sự trừng phạt từ phía Hoa Kỳ. Đây là lời chỉ trích mạnh mẽ của ông Robert O'Brien đối với Cộng sản Việt Nam trong chuyến mà ông ghé đến Việt Nam ngày à, vừa qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam. Trong khi đó thì Nguyễn Đức Trung lại bắt đầu bị truy tố tội đưa hối lộ lên tới 10.000 đồng cho một à, nhân viên được xem là cựu công an và bên cạnh đó có nhiều vụ án giải mật trong vụ án của Nguyễn Đức Trung người đang bị đưa lên sàn đốt lò của Nguyễn Phú Trọng. Bản tin mới cho biết là ông Trung đã từng làm việc với một số những nhân vật mà bị xem là đang bị truy nã tại Việt Nam, trong đó có tên là Dũng Photocopy được Dũng và nhân vật này được xem là một trong những nhân vật điều hành cái vụ án Nhật Cường, tức là cái vụ án mà công công ty Nhật Cường và trong đó có những mối liên hệ liên quan tới những cái hồ sơ mà ông Trung đã bị dính líu, trong đó thì có nhiều nhiều cái tài liệu ảnh chụp cho thấy là ông này đã có một số những cái cuộc khối lộ để mà lấy lại những cái tài liệu điều tra tới ông ta Nguyễn Đức Chung được gọi là Chung Con từng là à, thứ trưởng bộ công an và sau đó ông ta đã được chuyển qua làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và dường như ông ta là cái người phải chịu trách nhiệm chính thức trong cái vụ thảm sát đồng tâm trước đây và bây giờ thì ông ta đã bị Nguyễn Phú Trọng đưa vào lò đốt và bây giờ đang bị truy tố tội đánh cắp các tài liệu bí mật quốc gia và bên cạnh đó một số những tội danh khác đã được đưa ra trong việc mà nguyễn đức trung đã hợp tác với lại một nhân vật được xem là chủ của công ty nhật cường và bây giờ nhân vật này đã bỏ trốn à, đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của à, và xin lỗi quý vị đó là những bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay cuối cùng đó là bản tin liên quan tới tình hình việt nam cộng sản việt nam thú nhận là đã từng quy chụp cho những người mà chỉ trích đảng cộng sản và cán bộ cộng sản tham nhũng là tội phản quốc đó là lời thú nhận mới nhất của viện trưởng viện kiểm sát tối cao lê minh trí theo lời của ông lê minh trí thì đã có nhiều vụ án những người dân tố cáo về những tình trạng tham nhũng những tình trạng lạm quyền và cái hệ thống hành tránh công kền của đảng cộng sản việt nam với những cá nhân cán bộ ở trong đó và sau khi mà tố cáo như vậy thì thông thường những người này đều bị chụp tội phản quốc và hỗ trợ cho phản động và ông Lê Minh Trí này là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết là hầu hết tất cả các bản án đều bị quy chụp và nói rằng không thể quy chụp cho người dân về tội phản quốc khi mà họ có những cái lời lẽ tố cáo đối với những cán bộ đảng, đảng viên đã bị hủ hóa và tiêu cực. Đây là lời thú nhận lần đầu tiên của nhân vật đứng trong ngành luật pháp của Cộng sản Việt Nam đã thú nhận nhiều công an và nhiều thành phần công an đã tìm cách đã gọi là quy chụp và cán bộ đã quy chụp cho những ai tố cáo họ về các cái tội lê danh liên quan tới tội phản động đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay cảm ơn mọi người rất là nhiều cho bản tin này phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình hưu tinh nhật ký chiều ngày hôm nay cũng trên cái channel của Trần Nhật Phong channel bên YouTube và bên Facebook. Mong rằng quý vị tiếp tục giữ làn sóng này. 4 giờ 30 giờ California tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas sẽ là chương trình Houston Nhật Ký. Mến chào tất cả mọi người và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!